Lính biên phòng Belarus đã bắt đầu đưa di dân tới một trung tâm tiếp tân cách xa đường biên giới, hãng tin Delta của nhà nước loan báo ngày 16 tháng 11. Lực lượng biên phòng của Belarus và Ba Lan hôm 17 tháng 11 cho hay khoảng 2.000 di dân vẫn còn bám trụ tại hàng rào biên giới giữa hai nước. Hình ảnh video chiếu cảnh một trung tâm hậu cần gần Grodno, nơi di dân được tiếp tế viện trợ nhân đạo và quần áo ấm. Các nước châu Âu tố cáo Belarus không vận hàng ngàn di dân từ khu vực biên giới này, chủ yếu là các di dân từ Trung Đông, và buộc họ phải vượt biên bất hợp pháp. Một chiêu bài nhằm trả đũa châu Âu với các chế tài đối với việc Belarus đàn áp người biểu tình đòi dân chủ. Belarus nói, những lời tố cáo cho rằng họ tạo ra cuộc khủng hoảng di dân này là điều ngớ ngẩn, nhưng kêu gọi EU dỡ bỏ chế tài nếu muốn giải quyết vấn đề. Hàng ngàn di dân cắm trại trong rừng giữa trời đông lạnh giá, bị kiệt sức và rất buốt, bị cấm bước qua biên giới Ba Lan, cũng như không được quay trở lại vào lãnh thổ Belarus. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng này bắt đầu vào mùa hè. EU kêu gọi Nga thúc đẩy lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko giải quyết cuộc khủng hoảng. Moscow nói họ không có vai trò trực tiếp nào, dù ngỏ ý đứng ra làm trung gian hòa giải. Nga đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Belarus gần biên giới, trong khi kêu gọi phương Tây giải quyết những khác biệt trực tiếp với Belarus.